vị đã thấy ba cô gái của chúng ta đã thể hiện khả năng ứng xử của mình trong phần thi vừa rồi. Và phần thi này họ phải thể hiện mình một cách xuất sắc hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi chung dành cho ba thí sinh. Hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và Hồ Hèn Nhi, chúc bạn may mắn. Một phút của bạn bắt đầu. Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, những điều tôi muốn làm cho cộng đồng, điều đầu tiên là các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc. Đây là một nơi đầu tiên mà tôi chạm chân tới khi mà tôi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai tôi muốn làm đó là những người phụ nữ. Và điều thứ ba tôi muốn làm đấy là những người bị nhiễm HIV. Sở dĩ tôi chọn ba điều này bởi vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất. Và tôi đồng cảm với họ. Tôi là hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi phải cùng chia sẻ với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không cần đến một phút để trả lời một câu hỏi không dễ dàng chút nào từ phía ban giám khảo. Xin được chúc mừng Hồ Hèn Nhi